Danny Green là thương hiệu đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn hữu cơ Nhật Bản Trash. Hãy cùng chúng tôi lắng nghe câu chuyện đầy tính nhân văn về Danny Green. Danny Green là không phải đơn giản là một cái tên công ty, không phải là một cái sản phẩm. Danny Green là một thương hiệu, mà thương hiệu Danny Green của tập đoàn C-Cup muốn hướng đến đó là mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm nông nghiệp, thực phẩm sạch và an toàn. Cho nên đối với chúng tôi, việc đầu tư vào Danny Green cũng như là một sự trả ơn cho người tiêu dùng Việt Nam. Để mà hướng đến việc sản phẩm sạch thì chúng tôi có một cái chiến lược hết sức lâu dài và kiên trì. Thực ra để làm cái việc mà chúng tôi đang làm thì mình nghĩ ở Việt Nam có rất nhiều doanh nghiệp cũng có thể làm được. Chỉ mỗi một việc là người ta có dám đầu tư tiền và người ta có dám kiên trì để đi đến cuối cùng cho cái sự tử tế khi muốn dành cho người tiêu dùng những sản phẩm sạch, an toàn và giá cả hợp lý như chúng tôi hay không thôi. Việc đầu tư một cái sản phẩm hữu cơ nó đòi hỏi phải có một cái thời gian rất dài cho việc chuẩn bị về đất, nguồn nước và kể cả không gian. Cho nên khi mà tiếp cận với quỹ đất thì chúng tôi phải có một cái thời gian dài để cải tạo nó, để bảo đảm là trong đất sẽ không còn những cái chất hóa học và hoàn toàn là đất sạch để có thể bắt đầu canh tác được. Thời gian này thì tùy theo tất cả các công nghệ để mà mình có thể cải tạo, tuy nhiên là tối thiểu cũng phải mất 3 năm. Sau đó mới tiến hành tới các bước còn lại cho quy trình canh tác. Và làm nông nghiệp đã là một cái khó, nông nghiệp hữu cơ thì lại là một cái khó hơn. Nhưng mà với một cái quyết tâm cao và một cái tinh thần mạnh mẽ, kiên trì thì chúng tôi mới có thể bền vững cho tới hôm nay. Thực ra nó chỉ một cái suy nghĩ đơn giản là chúng tôi thấy rằng người Việt của mình đó 80% là nông dân, nhưng mà những sản phẩm nông nghiệp mà người dân và người tiêu dùng có thể tiếp cận đó, thì đa số không có được an toàn, và đó là điều trăn trở lớn nhất của các cái ban lãnh đạo trong tập đoàn. Và suy nghĩ để mà truyền lửa cho anh em chỉ có mỗi một cái quyết tâm rằng là nếu chúng ta cung cấp cho thị trường được một sản phẩm nông nghiệp sạch thì nó sẽ đẩy lùi một sản phẩm nông nghiệp bẩn, và điều đó là điều mà mình mỗi ngày đều hun đúc tinh thần để tạo ra được những giá trị tốt hơn cho cộng đồng. Danny Green, thương hiệu nông sản đầu tiên tại Việt Nam đạt chuẩn hữu cơ Nhật Bản Trash.